Ok, xin chào anh chị em Kim Mùa Tím. Hôm nay là buổi nhận định ngày 24 tháng 4 năm 2023. Chào tụi mấy anh chị em nhé. Tìm lại một chút chúng ta có gì. Thứ nhất là về báo cáo tài chính thì đang ra gần hết rồi. Và có một điều mà đáng để ý đó là khá nhiều doanh nghiệp sản xuất và bất động sản đã có lãi quý 1 nhờ đầu tư cổ phiếu. Thấy hay không? Một số khác thì lại nhờ bút toán, gọi là bút toán đạt đỉnh cao luôn, đúng bản chất của pháp sư vũ trụ, đúng không? Thì về gọi là về báo cáo tài chính thì mọi người có thể là cân nhắc đọc và cân nhắc một số doanh nghiệp. Tại vì nếu mà doanh nghiệp sản xuất mà lãi mà không từ sản xuất ra mà từ đầu tư cổ phiếu thì thấy nó sai sai. Nên là anh chị em có thể là mình cố gắng mình đọc và mình hiểu. Vì doanh nghiệp sản xuất bắt buộc là phải lợi nhuận từ sản xuất. Sản xuất đúng ngành ra thì mới bền được. Đó mới gọi là đầu tư. Còn nếu như mà anh chị em mà mua theo kiểu mà tôi đi đầu tư nhưng mà tôi lại mua một doanh nghiệp sản xuất đi đầu tư cổ phiếu có lãi, tôi kêu doanh nghiệp có lãi, thì cái đó thì mình gọi là quan điểm của mình không đồng tình. Ok nhé. Và cái thứ hai thì cuối tuần vừa rồi thì có một bác đi phân tôm nữa thì chuẩn bị đi họp lai hội, thì điều này thì mình nghĩ thì ít nhiều sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới cổ phiếu bất động sản nói chung. Và theo thông tin mình nhận được thì chắc sắp tới sẽ có một cái cú đúp cho cái thông tin này nữa. Và chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thị trường và tới bất động sản. Cái thứ ba là mình thấy là cái thông tin về việc cảnh báo trái phiếu doanh nghiệp vẫn chưa thể xử lý dứt điểm. Thì cái này á thì mình quan điểm của mình vẫn thấy là bình thường thôi. Chưa về trái phiếu doanh nghiệp gọi là xử lý dứt điểm ngay lập tức á, thì mình nghĩ là không đâu. Và mình vẫn giữ quan điểm từ trước tới giờ mình nói anh chị em rồi. Trái phiếu doanh nghiệp hiện tại những cái bước đi của chính phủ chỉ đang mang tính tạm thời cầm máu. Và có rất là nhiều thứ mà chính phủ chưa thể hỗ trợ ngay, chưa thể xử lý ngay. Vì vậy nên là mới có cái thông tư là về trái chủ, đúng không? Về chủ nợ và doanh nghiệp, trái chủ và doanh nghiệp sẽ phải thương lượng với nhau trước. Thử coi là mình có kiểu như là tới ngày đáo hạn rồi mình có tiền hay không. Bây giờ tôi không có tiền nữa thì tôi trả bằng sản phẩm, trả bằng hiện vật được không? Thì khi mà hai bên mà không đồng nhất, không thống nhất được với nhau thì lúc đó thì mới mang ra chính phủ bắt đầu là làm theo từng bước giải quyết. Thì cái vấn đề này thì mình quan điểm của mình thấy chính phủ đang có một bước đi gọi là giãn cái thời gian để chính phủ can thiệp vào. Và gọi là sẽ gọi là người ta nói sao ta, là được thì tốt, không được thì mình lại làm theo các bước khác, đúng không? Thì cái này chỉ là cầm máu thôi chứ không có vấn đề gì ngoài việc cầm máu cả. Và cái thứ ba, cái thứ tư đó, là thấy là anh chị em đang háo hức với thông tin về thủ tướng yêu cầu ngân hàng ra thông tư chỉ thị để giãn nợ, giữ nguyên nhóm nợ. Nhưng mà thật ra thì mình vẫn giữ quan điểm đây chỉ là cầm máu để doanh nghiệp gọi là có khả năng thở được thôi, để doanh nghiệp nào có thể về bờ thì về bờ được. Tại vì sao? Tại vì đây á chỉ là hỗ trợ doanh nghiệp gọi là không cắt tiết, không không cắt cái nguồn sống của doanh nghiệp đi. Tại vì bây giờ ngân hàng mà người ta phát mãi tài sản hay là người ta thu tịch thu hết tài sản thì doanh nghiệp lấy gì mà sống, hay là chuyển nhóm nợ nợ xấu hay là này kia thì làm sao mà sống, đúng không? Thì lãi suất chưa giảm ngay thì bây giờ doanh nghiệp lay đắt, nhưng mà bây giờ mà chuyển gọi là chuyển nhóm nợ này kia nữa thì doanh nghiệp gọi là chết luôn. Thì cái thông tin này gọi là mình nghĩ là không phải là thông tin quá tốt để dòng tiền có thể chảy ngay vào thị trường để gọi là uptrend siêu cấp VIP Pro được. Nên là nếu mà room nào hay ai mà kêu là cái thông tin này quá tốt để bơm tiền vào thì mình nghĩ anh chị em nên cân nhắc lại. Thì Veni hiện tại là đang thuần 1037 là mốc hỗ trợ chính của Veni nhịp này. Cái mốc này thì Veni là từ hồi tháng 10 năm 2022 á, thì là Veni đã bắt đầu là lình xình quanh mốc này rồi và đang đi ngang. Thì ở cái mốc này thì mình nghĩ là anh chị em có thể là canh cổ phiếu nào về vùng hỗ trợ tốt có thể là mua giải ngân được. Và mình thấy hiện tại á, là cái dòng tiền đang loanh quanh
bên loanh quanh trong mid cap và penny, thì mình cần một cái tín hiệu rõ ràng hơn từ nhóm blue chip. Đại diện ở đây nhóm blue chip nhiều nhất đó là có thể là nhóm bank. Thì một số mã bank có thể rơi về vùng hỗ trợ mạnh mà mình thấy, ví dụ như là MVB quanh 17.85, 17.9, 18 gì đó thì mình có thể mình giải ngân được. STB thì thật ra thì đang ở vùng hỗ trợ cuối của nó là 25.4, nhưng mà ai thích mua thì mình mua một ít thôi, tại vì một số cái phương pháp về timing của mình á, thì STB đang gãy timing và có nhịp retest rồi. Ai mà theo dõi mình từ lâu rồi thì có thể biết là cái phương pháp của timing của mình á, là cái tỷ lệ chính xác gần như là tuyệt đối, tới mức mà ngay cả bản thân mình hay sử dụng gọi là phương pháp này á, tại vì mình cũng là con người mà cũng cảm xúc thôi, thì mình còn sợ phương pháp timing của mình mà nhiều khi mà về giá, mọi người để ý là về đường giá tạo lập người ta rất dễ gọi là bán vẽ. Nhưng mà có một số cái chỉ báo á, là mình sẽ không bị lừa bởi cái đó nữa. Thì cái phương pháp timing của mình á, là từ trước tới nay thì sẽ bỏ qua cái vấn đề về giá, thì mình sẽ bớt rủi ro hơn. Ví dụ như TNG thì cũng có vùng mua là 8.1, mình thấy cũng đang test kênh, thì anh chị em nào có thể giải ngân cũng được. Về SHB thì điểm mua ở nền thì khoảng tầm 10.7 tới 11, 10.7 tới 11 thôi, đó là điểm mua của SHB. Còn như Liên Việt Postbank thì mình thấy cũng đang về vùng hỗ trợ khá là tốt là 13, 13.6, cái nền 13.6 khá là ok. Nếu mà giảm thì anh chị em có thể canh mình mua ít. VPBank, VPBank thì về chắc phải nền 19 thì mình mới canh mua được. Về một số mã đang cản thì anh chị em có thể là comment bên dưới, mình sẽ trả lời lại về một số mã, ví dụ về hỗ trợ, về cản mạnh và về góc nhìn của mình. Còn về thật sự ra mà thị trường bây giờ thì mình vẫn nói là thị trường hiện tại là đang nhiễu. Nhiễu có nghĩa là sao? Nghĩa là bull chart và bear chart liên tục luôn. Về đường giá thì có thể là tăng tăng liên tục cho anh em FOMO và giảm liên tục cho anh em FOMO luôn, nhưng mà FOMO để bán trong hoảng loạn và mua trong hưng phấn. Thị trường này hiện tại là thị trường sideways và nó đang kể cho mình câu chuyện như vậy. Thì có một người mình quen thì có nói là không có gì được gọi là cơ hội trong đầu tư cả. Sau cùng tất cả chỉ là đặt cược. Nếu bạn đúng thì bạn sẽ có lợi nhuận. Nếu bạn sai thì bạn sẽ thua lỗ. Và kiếm được bao nhiêu hay là lỗ bao nhiêu đó là do phương pháp quản trị vốn và tâm lý và vị thế của bạn khi tham gia thị trường. Nên là đừng có ảo tưởng bởi hai từ cơ hội, hãy backup cho chúng ta một con đường lui. Thì ở đây á, thì mình vẫn luôn nói mọi người là ở trong thị trường này cái vị thế rất là quan trọng. Kiến thức, rất là nhiều người có rất là nhiều kiến thức nhưng mà đầu tư thì không được. Bởi vì sao? Bởi vì cái phương pháp quản trị vốn rất là quan trọng. Và cái vị thế khi mà mình mua á, mà mình có kiên nhẫn được tới cái vị thế ổn được hay không thì đó lại là một chuyện khác. Và nhất là về tâm lý nữa, tại vì con người mà ai cũng có tâm lý cả. Thì ngay cả một số anh chị em mà mình biết rất là giỏi về phân tích về cơ bản, về phân tích kỹ thuật, nhưng mà đầu tư thì vẫn có một cái khúc mắc gì đó. Mình vẫn nói là kiến thức đó, nó chỉ chiếm khoảng 40% thôi, nhưng mà còn về cách đi vốn, về quản trị tâm lý, về các mẹo để xử lý về tâm lý, và may mắn thì nó chiếm tới 60% lận. Nên là anh chị em mình có thể là mình học về phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, nhưng mà mình vẫn nên cần đi vốn, tại vì không có cái gì là 100% cả. Ok, còn hôm nay thì mình sẽ nhận định chung như vậy thôi. Anh chị em nào mà mình có cần cái góc nhìn về các mã, về cản nè, về hỗ trợ thì có thể comment bên dưới. Nhớ là subscribe mình, cho mình xin một like và một share nha. Buổi sáng hôm nay thì chắc mình nhận định tới đây thôi. Chúc anh chị em một tuần giao dịch thật hiệu quả. Ok, mình là một tím. Bye bye mọi người.